anh em đang quay trở lại với kênh YouTube của Hiếu Hiệp. Hôm nay thì chúng ta đang có nhiều cái mẫu đồng hồ định vị thông minh dành cho trẻ em. Có những cái mẫu đồng hồ này xem được vị trí của người mang đồng hồ và điều khiển thông qua những cái ứng dụng trên điện thoại, có thể nghe gọi liên lạc đứa bé và người nhà bằng cái chiếc đồng hồ này giống như một chiếc điện thoại bình thường. Hiện tại mẫu đồng hồ này là Rolex và mã đang mình đang trên tay là KT01. Mọi người có thể lựa chọn những mẫu như là KT03, 04, KT05 hay là những cái mẫu cao cấp hơn như là GW400S này, GW400X. Rồi với mẫu này chúng ta đang có cái lựa chọn màu rất là tâm. Ngoài ra thì anh chị em có thể chọn màu hồng hoặc là màu trắng, màu xanh, màu đen tùy theo cái mẫu mã nữa. Phụ kiện đi kèm của nó sẽ bao gồm cái sạc pin cho chúng ta nữa, và cái chuẩn sạc này là loại sạc kẹp. Ở đây một đầu là USB thì mình có thể gắn vào trong những cái cốc sạc như là cốc sạc điện thoại của mình. Còn đầu chuẩn kẹp này thì mình có thể chọn vào trong đây, và mỗi lần sạc thì kẹp nó vào như thế này. Hai con ốc vít để thay thế ở trong đồng hồ, cái con tua vít này để gắn và mở sim. Cũng sẽ có một cái sổ hướng dẫn nhanh bằng tiếng Việt. Tạm thời thì mình sẽ để những cái phụ kiện này qua một bên và cho mọi người nghe kỹ hơn về cái chiếc đồng hồ Rolex KT01. Khi mà mình muốn xem cái số dư trong tài khoản của sim á thì phải tháo sim ra, còn cái này có sẵn các bạn trúng số thì mình thực hiện ngay trên đồng hồ luôn. Có cái phần tin nhắn hot ở đây nên là các bạn với những cái đồng hồ cùng loại có cái camera ở đây dành cho các bé. Mà photo này thì mình sẽ xem lại những hình ảnh vừa chụp. Sau này chúng ta sẽ có một cái phần loa để làm thoại giống như một chiếc điện thoại thông thường. Riêng mỗi chiếc đồng hồ thì nó sẽ có một cái mã code duy nhất này thôi để mình có thể đăng nhập ở trên điện thoại và điều khiển. Chuẩn sạc của Rolex KT01 thì nó sẽ là chuẩn sạc kẹp như thế này, mang cả màu và màn hình cảm ứng luôn. Mọi người có thể thấy là ở đây nước rất là nhẹ, chọn vào sử dụng rất là đơn giản, nước rất là nhanh. KT01 này chúng ta có thể sử dụng được tất cả các nhà mạng hiện tại ở Việt Nam. Trong đây thì sẽ có một cái thỏi pin 420mAh thì đủ để cho mọi người có thể sử dụng và định vị cái đồng hồ này từ 3 đến 4 ngày. Em mở có một ngày ra nữa mình lắp pin vào và phải đậu máy nha. Khi mà mọi người mua đồng hồ định vị thông minh dành cho trẻ em tại sống thì sống thiên thì mình sẽ được tặng một cái bộ sim việt theo 4G như thế này. Sẽ có 3 sim, mọi người sẽ chọn cái sim ở giữa nha, và mặt sim gắn vào thì sẽ chọn cái mặt chip ở trên gắn vào đây. Nhấn vào giữa và ra mức nguồn này để khởi động cái đồng hồ lên. Và đây là giao diện của Rolex KT01. Mình sẽ có cái sóng sim, nhưng mà lắp vào đây nó sẽ hiện ra cái sóng này. Ở đây có dung lượng pin, ngày giờ tháng, và ở đây sẽ có một cái trái tim. Ở đây sẽ có một cái bàn phím số này. Đồng hồ định vị dành cho trẻ em mà có cái bàn phím số để bé có thể gọi vào những số lạ. Khi mà nạp tiền hoặc là kiểm tra số dư của sim trong này có thể chọn từ bàn phím trực tiếp luôn. Tiếp theo thì mình sẽ có phần danh bạ. Cái này bố mẹ có thể chủ động lưu vào trong cái điện thoại của các bé bằng ứng dụng trên điện thoại. Phần tin nhắn này thì mọi người có thể chọn nhắn tin bằng tin nhắn văn bản giống như hồi đó giờ, hoặc bạn nhắn chữ ở đây mình sẽ bắt đầu nói và gửi cái tin nhắn. Phần camera đây là tính năng phụ và giải trí thêm cho các bé, thì ở đây mình có thể chọn và chụp hình xem lại hình ảnh đã chụp ở phần photo kế bên. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách để tải, cài đặt cũng như là điều khiển cái chiếc đồng hồ định vị thông minh này ở trên điện thoại.